Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tổ chức trưa ngày 3 tháng 7, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 Đoàn Ngọc Hải xin rút đơn từ chức đang được Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh xem xét giải quyết. Theo ông Hoan, sau khi nhận được đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải, Ủy ban nhân dân thành phố đã cử người gặp, động viên nhiều nhưng ông Hải vẫn kiên quyết từ chức. Ngay sau đó, khi có văn bản quyết định về việc ông Hải xin từ chức thì ông Hải lại rút đơn từ chức, mong muốn được công tác. Còn công tác ở vị trí nào do lãnh đạo thành phố quyết định. Ông Võ Văn Hoan nói, tôi đọc đơn và cũng thấy sự quyết tâm huyết của đồng chí mình, muốn đóng góp công hiến cho địa phương và trong điều kiện nào đó, đóng góp cho thành phố ở vị trí khác. Người phát ngôn Ủy ban dân thành phố cũng cho biết, lãnh đạo thành phố ghi nhận nỗ lực trước đây và tâm huyết thực hiện của ông Đoàn Ngọc Hải, nhưng việc này ngày càng xảy ra khi đã có ý kiến chỉ đạo của thành ủy nên Ủy ban nhân dân thành phố đã báo cáo thành ủy để xin ý kiến kết luận cuối cùng. Trước đó vào ngày 8 tháng 1, ông Đoàn Ngọc Hải đã làm đơn xin từ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1. Đến giữa tháng 5, ông Hải lại gửi đơn đến thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận 1 bày tỏ nguyện vọng xin rút đơn từ chức hồi tháng 1. Lý do được ông Hải đưa ra là ông đã nhận được nhiều sự động viên, an ủi, kỳ vọng và sự thuyết phục của cấp lãnh đạo. Ông suy nghĩ kỹ và mong muốn được tiếp tục cống hiến, sẵn sàng làm việc với những nơi khó khăn nguy hiểm cũng như bất kỳ nhiệm vụ nào được phân công. Một lần. Anh nói là chỉ nói là một tháng là chạy trên nước. We are working on here. We are sorry about this. What is the next step? I have called. I have called the body official to come in. I want you to catch the person and return the bag if possible. Impossible. Okay. Nếu như có thể tìm lại được cái túi sách của anh được thì nói rằng lực lượng cảnh sát hình sự đang điều tra và tìm. You take my address. Anh có thể lấy cái địa chỉ của anh ở khách sạn nào, cụ thể là sao để mình có manh mối mình sẽ báo lại cho Mr. Gifford from Mr. Đoàn Ngọc Hải gives you, so you just give me. You can search on the Google, Mr. Đoàn Ngọc Hải, you have no about him. Yes, you should keep it to me then. Don't worry about it. The handbag as you which is has stolen. So I have called my police officer. They are my friend and they are working up here. They will find your handbag as soon as. Take my address. Yes, address and I'm giving it where your friend is right. And this is the money from Mr. Hải. I don't want to do it. Anh sẽ không có tiền tiền tiêu đâu. Can I get your number? Yeah.
anh ấy bảo là hôm qua anh ấy đi cái đó em ấy đi xin money from Mr. Van. We don't want money. If you can find that guy, you should understand because you don't have the money. I have money. I have money to go home, to go India. I have money. I understand, sir. But the concern is the you need to catch that person and if possible return the handbag. That is more important than money. Yeah. Money is not important. Yeah. Anh nói là money is not important. Nếu như kiếm được cái người giật được cái túi thì càng đang càng tốt thôi. Lực lượng cảnh sát đang cố gắng. Yeah. The police officer is going to find us. Okay. So we don't want money. We want to take his address. And see my number. Yes. If you have any specific hand, call me. Okay. I'm Mr. Dubex. Okay. Chú này gửi lại. Okay, sir. Thank you. Yeah. No, no. Sorry. No, not so far. Yeah. Yeah. What? Yeah, I will get the chat. Anh cứ sâu sắc, anh uống bia uống rượu rồi mà anh nói sâu sắc cái gì? Không được đâu. Xe này là lỗi đậu trên vỉa hè mà sâu sắc cái gì? Đưa điện thoại tôi nói, tôi đang. Anh này ơi, anh này anh nói chuyện với anh Hải cái nha, báo về vụ đó đó. Alo.
Bây giờ cho tôi gặp đại diện công an phường. Anh cho tôi gặp đại diện công an phường. Được chưa? Anh nhận cái xe đó đi, thật chưa đi, tôi còn cẩu một chiếc xe này nữa về đây, thật chưa đi. Bây giờ anh điều cái xe đó vào Ủy ban nhân dân phường Tân Định đậu cho tôi. Ủy ban nhân dân phường Tân Định. Tất cả xe cẩu hết vào đó nha. Vâng vâng. Vâng vâng. Kêu xe cẩu đến cẩu chút này về Ủy ban nhân dân phường Tân Định để. Dạ. Thật chưa đi. Biết rồi tôi cầu về chỗ của cầu về bây giờ ai cũng xin em thì không thể giải quyết được luật thảo luận em lại sai nữa rồi đó lại sai nữa luật giao thông là lập quy định rất rõ cầu trên vỉa hè là sai rồi mà sao bằng cấm vỉa hè làm gì cần bằng cấm vỉa hè đâu cần bằng cấm ôi nói là càng nói càng sai nữa bây giờ thế này đưa cái xe này về Ủy ban dân phường Tân Định nè, gần đây nè. Đó, cầu về đó, đóng tiền xe cầu 900 nghìn và 700 nghìn tiền nộp phạt đầu trên vỉa hè. Được, lấy xe nha. Tận trước đi. Không thì giờ xe chưa tới thì con xin cầu không được. Không được. Đã niêm phong rồi, đợi rất lâu rồi, anh đợi ướt hết cả tóc này thấy chưa? Nha. Cái hành vi của em là cố ý rồi. Ở bên nước ngoài á là cái tội này còn nặng lắm đấy. Thứ nhất là tước bằng lái bấm bao nhiêu lỗ đó nha. Tôi cần chương lên. Biết gì của em, thứ nào có iPhone này bắt hết rồi. Theo dõi 8 tháng này, thành phố này xử lý như thế nào và một xử lý như thế nào mà làm sao mà không biết. Bây giờ tôi bị một lần để sẽ rút kinh nghiệm ngay là chung tay với thành phố đi. Của em rất là trẻ, rất dễ thương, anh thấy là được đấy. Thôi để đi.